Những ngày qua, khu vực Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tấp nập tàu thuyền đánh bắt ruốc biển. Ngay từ sáng sớm, ngư dân bắt đầu vận chuyển ruốc biển đánh bắt từ hôm qua vào bờ để bán cho thương lái. Nhiều ngư dân cho biết, năm nay sản lượng ruốc biển đánh bắt bằng thời điểm này năm ngoái, nhưng do mùa ruốc năm nay sát Tết Nguyên Đán cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người mua vẫn chưa nhiều. Năm nay ruốc tươi bán cho thương lái với giá từ 30.000 đến 45.000 đồng một ký. Nhiều thương lái mua ruốc về phơi khô bán với giá từ 130.000 đến 145.000 đồng. Được biết, một thuyền đánh bắt ruốc biển có từ 3 đến 4 lao động. Trung bình mỗi đêm, người dân có thể xuất được từ 500 đến 700 ký ruốc biển. Trừ hết chi phí, mỗi người có thể kiếm được từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.